Xin kính chào quý vị và các bạn. Bão số 7 đã suy yếu trước khi vào đất liền, nhưng hoàn lưu khá rộng, liên tục gây mưa cho khu vực Thanh Hóa, Nghệ An từ sáng đến giờ. Nhiều điểm lượng mưa từ 56 đến 84mm trong vòng 14 tiếng. Dự báo trong tối nay đến thứ Sáu, ngày 16 tháng 10, mưa sẽ tiếp diễn ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, trong đó trọng tâm mưa sẽ là khu vực Thanh Hóa và Nghệ An với tổng lượng mưa từ 150 đến 250mm và có những nơi trên 300mm. Mưa lớn sẽ tạo ra một đợt lũ. Dự kiến trên thượng nguồn sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, sông Hiếu và sông Bưởi sẽ lên báo động 2 đến báo động 3. Trung và thượng lưu sông Mã, sông Cả sẽ từ mức báo động 1 đến mức báo động 2 và trên báo động 2. Nguy cơ gây ngập các vùng trũng thấp, đô thị, lũ quét và sạt lở đất ở các sườn đồi núi và ta luy. Còn về tình hình lũ ở khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, lũ trên các sông đều đang xuống từ mức báo động 2 trở xuống, nước ngập ở các vùng trũng thấp rút thêm. Những nơi nước rút, bà con nên khẩn trương khắc phục hậu quả, sẵn sàng ứng phó với đợt mưa lũ mới sắp tới từ thứ Sáu trở đi. Về áp thấp nhiệt đới gần Biển Đông, dự báo ngày mai sẽ đi vào Biển Đông, sau đó sẽ mạnh lên thành bão và hướng về khu vực đất liền Trung Trung Bộ. Vùng biển hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa gió giảm xuống cấp 5, nhưng cảnh báo có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Cuối bản tin sẽ là dự báo chi tiết cho các thành phố Trung Bộ trong ngày mai.